Xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua mình lên cho anh em bộ cùng công tác của Wen Pha nha anh em nha. Thì được sự ủng hộ của anh em rất là nhiệt tình luôn, thì thực sự rất là vui và cảm ơn anh em rất là nhiều. Bởi vì mình đem được các sản phẩm này tới cho anh em ở mức giá tiếp cận nó tốt như thế, thì thực sự là cũng rất là vui và cảm ơn anh em. Thì anh em chúng ta mua được hàng tốt, bên mình có bán được hàng, thì cái điều đấy là một cái điều mà rất là vui ở trong kinh doanh anh em ạ, thực sự luôn. Thì cũng mong là khi anh em nhận được hàng, anh em cứ kiểm tra thoải mái, và nếu như được thì anh em có thể anh em nhắn tin qua cho shop phản hồi tích cực về những cái vấn đề mà bộ cùng công tác này anh em gặp phải, hoặc là anh em cảm thấy hài lòng hay không, thì anh em có thể nhắn qua bên Zalo cho shop nha, để bên mình tổng hợp những cái phản hồi tích cực hoặc là tiêu cực của anh em, để bên mình sẽ cố gắng bên mình thay đổi hoặc là hỗ trợ cho anh em tốt hơn nhất, tốt nhất có thể luôn nha anh em nha. Đấy, thì một bộ cùng công tác 3 món như thế này, mức giá cực tốt luôn, 350.000 một bộ. Thì em ơi, đưa cho anh con dao được không? Đấy, mình sẽ khui ra cho anh em coi. Thì thực sự với cái mức giá này thì mình cam kết với anh em luôn, mình nói thật sự với anh em là quá tốt, mà không dám nói là tốt nhất, nhưng mà là thực sự là quá tốt đây em ơi. Đây, mình sẽ quay cho anh em coi. Dao cắt thì cắt cũng đẹp mấy em. Rồi. Đây, bộ cùng công tác Honda này. Đây anh em nhìn này, rất là đẹp luôn em, thực sự luôn. Đấy, 350.000 anh em có một bên này. Đây là bên này, bên xi nhan nha, test cho anh em coi. Nút nhà nó đỏ hoe luôn này, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đây, sử dụng cực ngon nha anh em. Đó, ok cho anh em, giác này cực đẹp luôn. Đấy, ok giờ. Đó, đây nút này. Đấy, một bên nha. Bên này, đây là phần bên đây là bên công tắc đề nha anh em nha. Đây, bên công tắc nút đề, nút đề của Wi-Fi nó sẽ là dấu sấm sét như vậy nha. Đó, nhìn thấy chưa, nút này tan tát rồi nha. Đó, cực kỳ đẹp. Đây, nhờ nhắc nguyên bản cho anh em nha. Đó, mới 100% nha anh em. Là chi tiết cực đẹp luôn nha, màu sắc lên này, ốc ác cho anh em này. Đây, ốc là đầu ốc có chấm rồi này, đầu ốc có chấm rồi nha anh em nha. Đây, ốc đỏ có chấm rồi nha. Đó, ok cho anh em. Rồi, và cuối cùng là đây tay thắng này. Phần này nói chung là một bộ như 350 như thế này thì anh em nghĩ đi, nhưng mà là quá hot đâu em. Đó, thì thực sự với mức giá này mình cam kết với anh em luôn, giá này quá tốt, và anh em mua về anh em sử dụng thì phải gọi là quá ngon luôn. Đây, cực đẹp nha anh em nha. Mã mộc này anh em thấy chưa? Đấy, tay thắng này, cái nước sơn của nó như em nhìn anh em biết rồi ha, không phải nói rồi. Này, tay mới đi đá banh này, trời này anh em. Đấy, thấy chưa? Quá đẹp ha. Thì anh em nào cần chúng ta có thể liên hệ với mình. Một bộ như thế này nó chỉ có là ba chi tiết nha anh em nha, 3 món luôn mà có 350 thôi, thì tính là một món nó có 100.000 à, 100, 101, 102 thôi, rất là rẻ. Đó, anh em nào cần thì có thể liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em những video tiếp theo nha. Rất là rẻ luôn anh em, thì hôm qua giờ anh em ủng hộ rất nhiệt tình, từ chiều hôm qua đến giờ mà bạn bán hơn 200 bộ rồi, thì cũng cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với shop sớm nhất để lấy số lượng cũng như là lấy giá rẻ nha anh em nha. Nhận được hàng sớm nhất thì anh em đạt sớm nhất nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.